Bác Quang tên là gì bác nhỉ? Minh à? Ở đâu anh? Thị xã Phú Thọ. Vâng. Tôi quen ông, người đừng quen anh. Ngày lại đến ngày đầu năm 2000 mà mình đi công tác thì mình trước mình Hà Nội, sau mình chuyển về Phú Thọ. Còn cháu thì nó vẫn ở dưới bộ công an. Hiện tại đang là ngày mùng 10 tháng 1. 9 tháng 1 năm 2021 ngày âm lịch. Thì hiện tại tôi đang đón gia đình bác Minh tại thị xã Phú Thọ về là ký duyệt cái bộ trường kỷ gỗ lim. Đây. Bộ trường kỷ gỗ lim hàng đại quý vị nhá. Và sản phẩm đang nguyên mọc, hiện tại bác đang ký mọc của sản phẩm này. Bộ cũng lên nội. Gia đình bác Minh đây. Con trai cũng như là bà. Quý vị nào có nhu cầu thì liên hệ bên xưởng đồ gỗ Tùng Tám nhé. Cơ sở địa chỉ tại Văn Phúc, Cẩm Kim, Thọ. Hiện tại đang là ngày mùng 9 tháng 1 âm lịch, ngày đầu xuân này, quý vị nhé. Và rất cảm ơn là bác Minh đã tin tưởng vào về ủng hộ bên xưởng đồ gỗ Tùng Tám này.